Dạ em cũng xin giới thiệu em là một phượng thủ chân chính. Phượng thủ chân chính hả? Nhất định không bao giờ xả gác tại nơi mình dừng chân. Tối Như em có thích đi phượt không? Dạ em cũng thích đi phượt chị. Đó là đó một cái hộp rồi đó nghe. Tối Như coi mắt đàn gái Tối Như chưa bạn. Lạ chứ. Dễ thương quá nha. Ừ, ông cũng ngưng cái lần. Cái gì vậy? Dạ, em tặng bộ da cạo râu ạ. Ủa nhưng mà lẫn có râu không? Wow, A Lũ có râu không? Dạ, A Lũ ít râu. Dạ, cái này anh có thể dùng nhiều công dụng khác nhau. Xin mời nhà gái. Chào em. Mời đàn trai. Rồi, ngồi đi em. Nào, bạn giới thiệu về mình đi. Dạ, chào chị Hồng Vân, chào anh Quyền Linh, chào bạn nam bên kia và chào tất cả quý vị khán giả. Thì em tên là Nguyễn Thị Tố Như, năm nay em 26 tuổi. Em thì đang sinh sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh. Em làm kinh doanh mỹ phẩm tự do. Rồi, mời bạn trai. Dạ, em xin chào khán phòng và chào anh Quyền Linh, chào chị Hồng Vân chào và em. Chào nhà nữ. Em tên là Quách Minh Lĩnh, mọi người hay gọi em là A Lũ. Em năm nay 27 tuổi. Quê quán gốc em là ở Cà Mau. Em sinh sống và làm việc ở Tân Bình được 10 năm. Em làm cái gì? Dạ em làm quản gia của một tiệm độ và sửa chữa xe máy. Đàn gái cho chúng tôi biết một chút về ưu điểm khuyết điểm đi. Dạ em thì điểm mạnh của em chắc là hiền, ít nói. Em thì em thích sự thẳng thắn và rõ ràng. Dạ sạch sẽ và em thì cũng thích sự độc lập. Dạ. Còn cái nhược điểm của em? Nhược điểm của em thì chắc là em không khéo tay lắm. Cũng không biết nấu ăn, dù rất là cố gắng nấu ăn nhiều lần nhưng mà nó không ngon. Không ngon. Bạn Lĩnh ơi, bạn Lĩnh. Dạ em nghe chị. Bạn Lĩnh thấy sao? Tố Như bên đây có tâm sự vậy đó. Dạ em thấy thì những cái mà bạn gọi là khuyết điểm của bạn thì em có thể là tạo nên cái ưu điểm để lấp cái khuyết điểm đó của bạn được. Trời hay chưa? Quá bản lĩnh luôn. Còn bạn? Dạ ưu điểm của em là em rất là kỹ tính và em hòa đồng với mọi người, có thể kết nối mọi người từ các vùng miền khác nhau. Bắc Trung Nam gì em đi đến nơi và em có thể qua nhập. Dạ em cũng xin giới thiệu em là một phượng thủ chân chính. Phượng thủ chân chính hả? Dạ. Em thích đi phượt không? Còn những người phượng thủ không chân chính là sao? Dạ em có thể nói là tự tin là mình đi đến đó là mình không làm ảnh hưởng dân cư ở khu vực đó và mình giữ vệ sinh chung, nhất định không bao giờ xả rác tại nơi mình dừng chân. Tối Như em có thích đi phượt không? Dạ em cũng thích đi phượt chị. Đó là đó một cái hộp rồi đó nghe. Em có xả rác hay là giữ gìn môi trường khi mà mình đi phượt không? Dạ không, em không thích xả rác, em thích bảo vệ môi trường. Thấy chưa, hai cái hộp rồi đó. Em có mấy mối tình rồi Lĩnh? Dạ em có được 3 mối tình. 2 mối tình lúc hồi cỡ tầm 18-19 tuổi. Còn một mối tình gần đây nữa là lại chia tay. Mấy năm? Dạ mối tình quen được 6 tháng. Nhưng mà cái lý do gì để em chia tay 3 mối tình vậy? Dạ 2 mối tình đầu thì lúc thời mình còn mới học đại học thì vì điều kiện vật chất. Còn cái mối tình cuối cùng? Còn mối tình sau này đó là do vì cái gia đình cấm cản thì cái ngoại hình em tương đối không được đẹp mấy. Ngoại hình em thấy đâu có gì đâu không đẹp. Dạ người ta nói chê là da đen. Vậy hả? Vậy là em bộc lộ rồi đó, ở bển là da đen. Còn Tố Như có thích da đen hay không nhỉ? Dạ em thì da màu nào cũng được. Da màu nào cũng được đúng không? Tình trường của em sao? Dạ em thì chưa có mối tình nào hết. Trời ơi, ông thấy chưa? Ông A Lũ bên đây người ta chưa có mối tình nào kìa. Tại sao vậy Như? Dạ chắc một phần mình cũng khó tính á. Dạ với lại là em tập trung công việc nhiều quá, mình chưa có thời gian mình đi tìm hiểu các bạn nam nhiều. Tức có nghĩa là có người tìm hiểu em mà em không thích, hay là vì hay là chưa có một cái sự gì mà. Dạ trước đây thì cũng có người tỏ tình rồi. Dạ nhưng mà kiểu em không thích những bạn nam họ tỏ tình nó hơi sổ sàng rồi hơi vòng vo. Em thích sự thẳng thắn rõ ràng. Nếu mà mình thích hoặc là mình muốn tìm hiểu thì mình nói thẳng luôn. Rồi bây giờ mình cho biết được cái mẫu hình lý tưởng của mình đang hướng tới là gì hả Lĩnh? Dạ em thì tuy em không cao mấy nhưng em thích cái mẫu hình bạn nữ là cao từ trên 1m6. Trên 1m6. Dạ da trắng hoặc ngâm được, tóc tóc tầm ngang vai trở xuống. Tóc ngang vai hả? Dạ tóc ngang vai hả? Hoặc dài hơn xíu chứ không quá ngắn ạ. Dạ, chào em. Nói nghe nè cưng, bây giờ chị đố em nha, em tưởng tượng xem cái cô Tố Như bên đây cổ đúng như là cái mẫu hình lý tưởng của em không? Dạ tên Tố Như thì rất là dễ thương,
Em thấy tên hay. Em phải tưởng tượng những cái gì nãy giờ bạn chia sẻ đó. Dạ, cái hình dung đó thì em cứ xin phép giữ trong đầu em để tí mà khi mà được nhìn mặt nhau để em không bỡ ngỡ quá về cái hình dung à. Vậy hả? Để coi đi, để xong hỏi Tố Như. Coi mắt đàn gái Tố Như coi. Được chưa bạn? Lạ chứ. Độc trời ơi, độc lạ đó. Độc lạ đó. Trời, tóc dài quá ta. Bây giờ Như đi. Dạ. Như tưởng tượng cái bạn bên kia có giống như cái hình mẫu của Như không? Như thích mẫu đàn ông như thế nào? Dạ, em thích mẫu đàn ông dịu dàng, tinh tế, ga lăng. Ủa, em thích đàn ông dịu dàng hả? Dạ, tại vì em nghĩ em cũng khá là cá tính mạnh mẽ. Nhưng mà đàn ông dịu dàng là mệt lắm à. Dạ, cũng sẽ có người đàn ông dịu dàng. Nhưng mà em thích kiểu đó đúng không? Dạ. Bây giờ mình hỏi ý kiến người thân cái đi Vân. Đúng rồi. Lĩnh, gia đình của Lĩnh, Lĩnh đi dai Lĩnh. Dạ, xin chia sẻ với anh và chị với à. Bên gia đình, bên bạn nữ là gia đình em là khi nghe tin em bắt đầu được lên sóng thì rất là mừng, chuẩn bị đi. Nhưng cuối cùng mẹ em bị bệnh nặng nên cha rồi với anh chị em ở nhà tập trung lo cho mẹ. Ồ vậy hả? Em mới di chuyển từ Cà Mau lên đến. Ồ vậy hả cưng? Dạ. Thôi gửi lời thăm mẹ, mong mẹ mau hết bệnh ha. Mau sức khỏe. Rồi yên tâm đi, có khán giả bên cạnh em. Bây giờ đàn gái. Em đi dạ, hôm nay thì em đi với mẹ và với một người bạn của em. Ồ, chào mẹ. Chào cô. Dạ, xin chào hai MC dễ thương Quỳnh Linh và chị Hồng Vân. Em là xin chào tất cả quý vị khán giả trong trường quay. Chào cô. Dạ, em là mẹ của Tố Như. Nói chung Tố Như là con út trong nhà, có cá tính. Cá tính nhưng mà cá tính dễ thương, nói chung là không có mất lòng ai, bạn bè cũng như người thân. Dạ. Riêng mẹ thì mẹ thấy em trai bên này cũng được, có một số các tính cách cũng hợp với con. Thì mong sao là hai con sẽ tạo điều kiện cho nhau để có cơ hội đến với nhau để tiến xa hơn nữa. Dạ, xin cảm ơn các anh chị và cảm ơn chương trình. Rồi, cảm ơn cô. Mẹ rất là khúc chiết luôn á. Mẹ nói chuyện rất là khúc chiết luôn. Con cũng cảm ơn cô. Bây giờ mình mở rào. Xin chào. Bắt đầu không? Ngỡ ngàng không? Ngỡ ngàng không? Dạ, em thì hôm nay có một món quà nhỏ nhỏ tặng anh. Dạ, cảm ơn. Để đáp lại cái món quà của em là em có tặng một vỉ sô cô la. Em cảm ơn anh nhiều. Tuy nó đen nhưng là nó sẽ ngọt ngào giống như anh. Dạ em cảm ơn. Như tặng quà cho Lĩnh cái gì đó. Lĩnh dạ. Coi coi. Dễ thương quá nhờ. Ừ, ông cũng ngưng là. Cái gì vậy? Em tặng bộ dao cạo râu ạ. Ủa nhưng mà Lĩnh có râu không? Wow, anh Lũ có râu không? Dạ Lũ ít râu. Dạ cái này anh có thể dùng nhiều công dụng khác nhau. Vậy là hình như là Tố Như em tặng lộn rồi hay sao? Em với tặng Quyền Linh. Dạ tại vì thực ra là em thích bạn trai là có đôi quai nón. Đó trời, dạ, Quyền Linh là... Trời ơi chết rồi. Em thì cũng có được chút chút ạ. Chút chút hả? Với lại em xin chia sẻ là em rất thích để tóc dài. Cái cá tính của em là rất thích để tóc dài. Mong là nếu có được đến với nhau thì mong bác mẹ nhà gái chấp nhận ạ. Tức là đừng bắt em cắt tóc ngắn đúng không? Dạ. Rồi bây giờ nhà gái người ta thích để tóc ngắn, làm ơn đừng bắt người ta để tóc dài được chưa? Dạ em cũng thoải mái trong chuyện đó. Dạ tại thực ra thì em cũng khá là thích con trai lãng tử một chút cho nên tóc dài thì cũng không sao. Rồi. Rồi ngồi đây đi, ngồi đây đi cưng. Rồi quan điểm tình yêu của các bạn như thế nào? Trao đổi với nhau đi. Em xin chia sẻ trước là quan điểm tình yêu của Lũ là rất là đơn giản. Chỉ cần hiểu chuyện với nhau, hiểu cách sống của nhau. Nhưng cái thời gian làm của em thì thời gian ban ngày chiếm rất là nhiều. Nhưng một tuần có thể em tranh thủ đi chơi được một ngày ở đầu tuần hoặc giữa tuần. Cuối tuần không bao giờ em đi được. Tại sao vậy? Cái công việc là cuối tuần lại không đi được? Dạ công việc cuối tuần của em là ngành dịch vụ thì rất là đông khách vào dịp cuối tuần. Dạ tại vì em cũng tự kinh doanh cho nên là nó cũng khá là bận. Nếu mà em có thể theo lịch của anh cũng được. Tại vì thực ra một tuần em cũng có thể dành ra khoảng được chừng nửa buổi hoặc một ngày. Dạ. Còn về của quá. Em thì em nghĩ là khi mà mình tiến tới tình yêu thì mình sẽ là những cái sự bù trừ cho nhau. Và mình cùng nhau có những cái điểm chung và những cái điểm riêng. Mình sẽ dựa trên những cái điểm riêng đó để mình bồi đắp mối quan hệ. Và em nghĩ là sẽ tìm được
tiếng nói đồng điệu lâu dài. Khi mà nói được câu quy luật bù trừ là Lũ rất là vui mà. Anh cảm thấy mình có nét tương đồng rồi. Dạ. Lũ mong sẽ có được cái cơ hội để tìm hiểu tốt như nhiều thêm. Mắc mớ cái tay để gì hoài vậy? Tay để người ta dịu dàng mà vấn. Chứ chịu. Các bạn có thể chia sẻ với nhau về tương lai. Thì sau này khoảng bao lâu mình có thể kết hôn được? Và khi kết hôn thì có quan điểm về con trai, con sinh con gái, mấy đứa thế nào? Trao đổi với nhau đi. Em thì nếu mà được thì chắc khoảng 2 năm nữa thì có thể em sẽ kết hôn. Và gia đình thì có một nam, một bé trai, một bé gái là đẹp. Em dễ lắm. Cứ chiều theo ý bạn nữ. Cũng đang mong muốn có một người con dâu cho mẹ. Còn nếu anh có thể nấu ăn không anh? Về nấu ăn thì hơi bị khéo. Ở nhà tới 18 anh chị em thợ thầy làm xe à? Anh là nấu ăn cho 18 anh chị em đó. Trời ơi quá dữ luôn. Và quản lý cả giấc ngủ, giờ thức. Quản gia là chỗ đó. Tới giờ ngủ là kêu tất cả tắt đèn đi ngủ, tắt điện thoại đi ngủ. Ở đây em có thể nói chuyện nhỏ nhẹ, nhưng là khi mà bước chân vào công việc em rất là gần. Nói chuyện với bà chứ không phải nói chuyện với tôi mà xưng em hoài. Mình 27 tuổi, anh ta mới 25 hà. Anh mạnh dạn lên. Anh nói em nghe nè. Anh nói em nghe nè. Vô công việc không có dẫn mặt với anh được nha. À, thưa chị là tại vì em nghe nói quy luật bù trừ thì bạn Tố Như mạnh mẽ thì em xin làm dấu trừ ở đó cho bạn Tố Như được làm cái dấu cộng. Trời ơi hay quá vậy ta. Trời ơi thiệt á. Trời ông ơi nhận ông khéo miệng với sợ luôn á. Rồi Linh hát bài nào tặng cho Như đi. Em thấy Như thì có đôi mắt đẹp. Em không hát không hay, nhưng em thấy đôi mắt Như như là một cung chứa góc cả bầu trời nổi tiếp với hàng mi. Rất là dễ thương. Bình bạn thơ về đôi mắt của Tố Như. Dạ. Như sao Như? Dạ em hát cũng tạm tạm, nhưng mà cho nên là em cũng hát một bài. Ừ. Dạ em sẽ hát bài Thương của Lê Cát Trọng Lý. Wow đó. Chắc là mê Lê Cát Trọng Lý nè. Không hát rất là Lê Cát Trọng Lý luôn. Ghen với gió giận cơn mưa, mong cho trời đứng lại. Giật nụ hôn từ gió khát, làm trời cao để ôm mưa. Đi kiếm nắng tận mây xa, mong cho lòng ấm lại. Để còn yêu mùa gió mới, để còn xây tình tranh vênh. Dạ. Bây giờ chúng ta nói một câu gì đó tận đáy lòng của mình về người đối diện. Sau đó mình sẽ tiến hành bấm nút. Lũ nhìn cá tính bên ngoài của Như, Lũ rất thích. Như thì nói chuyện thì cũng nghe hay. Lũ mong là mình có thể có cơ hội để tìm hiểu thêm. Anh có tin coi bói không anh? Anh tin. Em thì bình thường không tin lắm. Nhưng mà cách đây một tháng thì em có đi coi bói. Thầy bói nói là năm nay em sẽ có người yêu. À. Wow. Rồi, như thế là đủ. Đủ để chúng ta cảm nhận về nhau rồi ha. Các bạn để tay vào nút bấm đi các bạn. Các bạn kiểm tra lại con tim một lần nữa, xem đây có phải là nửa yêu thương của mình hay không. Bấm nút là trao duyên đi. Bấm nút là để chúng ta tiến tới hẹn hò và những gì xa hơn nữa các bạn nha. Chuẩn bị 3 2 và quyết định 1. Hết thời gian. Nắm tay nhau đi nào. Thì cái cặp này bấm nút là tôi với ông phải bắt tay nhau một cái nè. Trời ơi. Bắt đầu từ bây giờ bạn đã hẹn hò với nhau rồi. Bây giờ trước mắt của mẹ bạn gái, trước mắt gia đình mình đang xem ở Cà Mau, trước mắt hàng triệu khán giả, em hứa điều gì đi ha. Và xin bác cho tụi con bắt đầu hẹn hò với nhau, con hứa điều gì đó. Dạ. Con xin chào bác gái. Con tuy ngoại hình con không được đẹp lắm, nhưng con biết làm ăn và con cố gắng. Nếu con xin phép bác được hẹn hò với Tố Như, con sẽ xin phép bác nhiều hơn nữa để đưa Tố Như đi qua những nơi con đã từng qua mà không có Tố Như. Trời ơi, văn phong ông mỹ miều lắm chứ bộ. Trời ơi. Mẹ đang xem, mẹ đang bệnh gì đó. Có hy vọng là hôm nay mẹ đã nhận được con dâu tương lai. Qua đài này con cũng mong là mẹ sẽ bình phục. Con báo với mẹ một tin là con đang bước được một chân đến cửa nhà cô con dâu tương lai. Trời ơi, tiếc ghét không? Bây giờ Như nói với mọi người cái đi Như.
Vì cảm dạ. cảm nhận như thế nào trong giây phút này? Dạ thì trước hết thì con cũng mới nghe tin từ anh là bác gái cũng đang bị bệnh, thì con cũng hy vọng là khi bác coi được chương trình này thì bác cũng sẽ mong chóng khỏi bệnh. Con cũng cảm ơn bác vì đã cho con và anh có cơ hội và cũng như gọi là cái duyên được gặp mặt nhau. Dạ và cũng cảm ơn chương trình đã tạo cơ hội để cho hai đứa em có biết được nhau và gặp mặt nhau hôm nay. Rồi. Một nụ hôn đầu tiên trong chương trình. Bụi phấn. Cô ấy cũng chưa bao giờ hôn ai lần nào. Đó, chưa chú... có ai đụng được má cô ấy đấy. Đó, chú chuẩn bị gỡ bụi phấn xin, đi. Xin bác. Dạ con xin phép bác. Anh đấy. Xin phép em. Cho anh hôn tay trước nha. Không. Thì từ từ hôn hôn lần lần lên á, hôn lần lần. Từ tay cho tới má. Hôn má đàng hoàng. Má mới được. Ôm ôm chặt vô hôn má. Anh lũ. Anh cứ tự nhiên. Chặt vô. Từ từ. Cái nữa, cái nữa. Hai cái là nhiều quá lời. Hả? Nhiều quá lời lắm. Hai cái lời rồi hả? Dễ thương. Rất là nhẹ nhàng. Vina Cacao xin gửi tặng hai bạn hộp cacao đa vị uống liền Vita Dairy do Vina Cacao sản xuất. Vita Dairy xin chúc những ngày tháng hẹn hò của hai bạn ngọt ngào như từng giọt yêu thương. Vita Dairy. Rồi, chúc tôi chúc mừng các bạn nha. Nó dễ thương quá. Cưng quá cưng, không ngờ cái bạn nam á, bạn rất là có duyên nha, bạn duyên ngầm á, lạ lùng vậy đó. Nói nghe nè Linh, vừa nghe chương trình nói là cái cặp tiếp theo họ đang hồi hộp quá. Họ chưa có chuẩn bị tư thế để ra sân khấu. Mà Vân thì bây giờ thực sự mà nói Vân đang thèm một cái ly trà sữa quá. Linh có thể nào mà đi vô trong kia Linh kêu cho Vân một ly trà sữa được, được không? Rồi, thôi Linh đưa về nhà Vân luôn rồi Linh. Ôi, mình chỉ cần Linh đi về nhà luôn á hả? Về nhà đi. Rồi mình nghỉ ngơi chút xíu, uống trà sữa, thư giãn. Chờ cặp kia họ lấy tự tin xong rồi mình quay trở lại ha. Hồng ha, dạ. Em không thích điều gì ở phụ nữ? Kiểu như là ăn chơi đua đòi quá. Phụ nữ ăn chơi đua đòi ha? Dạ. Yên tâm đi, bên đây ta giáo viên là không có vụ ăn chơi rồi. 3 năm rồi, mà 3 năm rồi em không có mối tình nào khác luôn. Dạ. Thiệt luôn á hả? Em thì kiểu như là nói chuyện rồi là đấy thôi chứ không có yêu ạ. Anh làm vậy có được không nhỉ? Được. Được. Bên nhà gái tôi đồng ý rồi. Cái đó là hôn con. Hôn đây là hôn con. Đây nè, ở đây. Hôn ở má. Đó. Rồi bây giờ thì hai bạn đẹp đã giới thiệu lớn lên nha em trai. Dạ. Em xin chào anh Quyền Linh, em xin chào chị Hồng Vân. Chào em. Chào bạn gái ở phía bên kia và chào tất cả các khán giả ở đây ạ. Em tên là Nguyễn Văn Thành, em năm nay 25 tuổi. Em thì sinh ra tại Hà Tĩnh nhưng mà hiện tại thì gia đình đang sinh sống ở Đắk Lắk. Còn em thì đang làm việc ở thành phố Hồ Chí Minh ạ. Thì em đang làm nhân viên giám sát thi công và phát triển mặt bằng của công ty. Còn em sao nè? Dạ, em kính chào chị Hồng Vân ạ. Anh Quyền Linh và toàn thể quý vị khán giả. Em xin tự giới thiệu, em tên là Trần Thị Nhung Nguyên ạ. Năm nay em 26 tuổi. Em sinh ra ở Hà Tĩnh và đang làm giáo viên tiểu học tại quận Bình Tân ạ. Vậy là đồng hương á. Đồng hương đó. Hai bạn biết nói tiếng địa phương á, nói với nhau đi dễ thương á. Em sợ nói vậy rồi anh chị với quý khán giả đây không nghe được thôi. Không nghe, trời ơi. Anh nghe tiếng Lào luôn chứ đừng nói. Em nói về cái điểm mạnh, điểm yếu của mình đi. Rồi nói thử bằng tiếng tiếng quê mình nào. Em theo như mọi người nhận xét thì em rất là hoa đông, vui vẻ và rất là hiền. Em cũng biết nấu ăn và biết thêu thua và đan lạt đi ạ. Còn cái điểm yếu? Còn điểm yếu của em thì nhiều khi trong công việc hoặc là trong đời sống nhiều khi em không có được kỹ lắm. Như em làm nó hơi nhanh nên là có hơi bị mắc lỗi ạ. Dạ. Hôm nay em bị cảm nên là hơi bị khan tiếng ạ. Trời ơi, dễ thương quá em ơi. Bên kia nói nghe coi nè. Điểm mạnh của em thì là cùng hoa đông, vui vẻ. Nói chung là tự tin được đám đông. Còn điểm yếu của em thì hãy quên, với lại là đôi lúc nó hơi nóng vội một xíu ạ. Trời ơi, Linh biết không, hai bạn này á mà nói cái tiếng quê hương với nhau, tiếng quê mình với nhau là tự dưng là các bạn sẽ có cảm xúc khác liền. Thấy đúng bạn rồi. Nữ bên đây nghe bạn nam nói mà gọi là nghe chăm chú mà mỉm cười vui vẻ. Mình nghe đồng hương mình nói tự nhiên mình rất là cảm động ha. Cưng lắm luôn. Rồi bây giờ em nói đi, đường tình duyên thế nào nè em trai? Là đường tình duyên thì em có trải qua 3 mối tình rồi.
Ba mối hả? Hai ạ, hai mối tình thì thời sinh viên, còn một mối tình thì gần đấy ạ, quen nhau 2 năm. 2 năm, 2 năm cũng dài đó. Dạ. Tại sao chia tay? Kiểu như khi mà mình quen nhau lâu, mình cảm giác nó quen thuộc quá thì đôi lúc mình có đôi lúc mình hơi lỡ đành, mình ít quan tâm bạn gái lại thì khiến bạn gái buồn và bạn gái chia tay em. Tức là thấy cảm giác quen quá thôi, không cần quan tâm, không cần chăm sóc đúng không? Trời ơi Linh đó, mới có 2 năm mà lâu cái gì không biết nữa. Bây giờ phải rút kinh nghiệm cho cái mối tình tiếp theo nghe chưa? Dạ. Còn em sao nè? Dạ, còn em thì trải qua một mối tình ạ. Được khoảng tầm 6 tháng. Thì lúc đó em ra trường rồi. Thì cũng quen như vậy nhưng mà cũng không xác định. Vậy là người đó thì rất là khó tính ạ. Vậy là ra trường. Nên là khi mà em vào Nam lập nghiệp sinh sống thì chia tay ạ. Chia tay cũng được 3 năm rồi ạ. 3 năm rồi. Mà 3 năm rồi em không có mối tình nào khác luôn. Dạ. Thiệt luôn á hả? Em thì kiểu như là nói chuyện rồi là đấy thôi chứ không có yêu ạ. Em xin vậy á, chị nghĩ là chắc nhiều người nhào vô lắm. Tại vì ở trong môi trường làm việc của em là giáo viên tiểu học nên là ở trong trường thì rất là ít thầy, toàn là cô. Chị rất là hy vọng khi mà tụi em mở rào ra là tụi em sẽ là một nửa của nhau. Đầu tiên nghe hai cái giọng này là thấy cưng rồi đó. Rồi, bây giờ bạn trai, em muốn tìm một nửa yêu thương của mình như thế nào? Em thì cũng bình thường lắm, em chỉ cần bạn nữ cao cỡ 1,5 m đổ lên. Đơn giản ngoại hình thì cũng bình thường thôi. Quê thì nếu mà được biên trúng nhà em thì quả là tuyệt vời rồi. Thì là quê rồi mà còn giả dạ, thì bởi vậy lúc mà vừa nghe giới thiệu nghe kêu này quê Hà Tĩnh là thấy cũng thích rồi. Ngon dạ. Ha. Rồi còn yêu cầu gì nữa không? Dạ không. Không ha. Dạ. Em không thích điều gì ở phụ nữ? Kiểu như là ăn chơi đua đòi quá. Phụ nữ ăn chơi đua đòi hả? Dạ. Yên tâm đi, bên đây ta giáo viên là không có vụ ăn chơi rồi. Kiểu như mẫu mực xíu. Mẫu mực ha. Còn em nè, còn em sao nè, em mong muốn hả? Điểm mà em không ứng ở người bạn trai là nếu bạn ấy ra trường nói được mà không làm được ạ. Dạ, vậy là tình nóng thì em không thích. Nhưng mà em muốn người đàn ông mẫu hình lý tưởng của em thế nào? Em thì không có hình mẫu lý tưởng nhưng mà cũng tâm cao trên 1m65 á. Mà đứng đắn chững chạc ạ. Đứng đắn chững chạc. Biết suy nghĩ ạ. Có cần đẹp trai không? Có cần không? Bình thường được rồi ạ. Bình thường được rồi. Không cần đẹp trai. Rồi tôi qua đến tôi xem là kìa. Hơn mức bình thường. Nói chung là cũng hot boy lắm á. Đây coi này nè. Ơi. Coi hết thằng trai đi. Quay cho tôi coi mặt. Đó. Trời. Sáng sủa lắm à. Nói chung là hôm nay là bên đàn trai bằng đàn gái á, là coi như là 1 9 1 10 ha. Bên đó cũng hột xoàn đá quý, bên đây lấy cũng phải bù của. Thôi nói chung là ok rồi đó. Hôm nay em đi với ai vậy? Dạ hôm nay em đi với mẹ em ạ. Mẹ cho ý kiến coi nè mẹ. Xin chào MC Quyên Linh, xin chào MC Hồng Vân. Chào khán giả trong trường quay, chào cháu. Cô ạ. Tôi là mẹ của cháu Thanh, đến từ Đắk Lắk. Bạn gái bên này thì rất xinh, rất dễ thương. Nói chung là mẹ là ứng lắm rồi đó. Mẹ ứng lắm rồi đó. Mong hai con cho nhau cơ hội để tìm hiểu. Nhất là mình ở cùng quê, cùng cảnh thì nó hiểu nhau hơn. Dạ, xin hết. Rồi, cảm ơn mẹ. Em đi với ai? Dạ, hôm nay em đến chương trình với phụ huynh lớp em ạ. Dạ, em chào anh Quỳnh Linh, chào chị Hồng Vân và tất cả quý khán giả. Chị thấy bạn bên đây thì nói chung là về đẹp trai thì thế là đẹp trai rồi đó. Còn tính cách thì như thế nào thì hai em thì cứ cho nhau cơ hội rồi mình sẽ tiến tới sau này như thế nào đó thì tính sau. Rồi, cảm ơn em. Dễ thương quá. Tôi thấy là mở liền đi, tại vì tôi muốn hai đứa nhỏ này nó gặp nhau quá mở đi ông mới ơi. Mở rào đi. Trai tài gái sắc gặp nhau nha. Chào em, cái đấy là bơ Đắk Lắk ở nhà anh trồng được, đến là mẹ anh là hải lên để tặng cho em á. Em cảm ơn anh ạ. Và em có một bức tranh tặng anh ạ, em thiêu trong vòng 1 tháng ạ. Và bức tranh này có ý nghĩa là chúc anh trong cuộc sống và công việc là mọi việc đều như ý ạ. Trời ơi, giỏi quá, các wow, từng ý. Đây. Wow. Có 4 dòng thơ em viết tặng anh về quê hương em ấy. Rồi. Sứ Nghệ ơi, quê hương bao thương bao nhớ, nơi có mẹ cha dưỡng dục sinh thành, nơi sinh ra câu hò điệu ví, sông Lam núi Hồng cảnh đẹp như tranh. Anh cũng có chuẩn bị một bài hát nhưng mà tại do là lên đây rúng quá nên là chắc anh hát được đến đoạn nào thì đến đoạn đó thôi.
là anh xin hát bài về sự nghề cùng anh. Em có về xứ nghệ với anh không? Đất miền Trung mưa dầm nắng gió, về đó rồi em thương nhiều hơn nữa, bởi quê anh thắm đượm tình quê. Em có về xứ nghệ với anh không? Hát gì cao như vậy? Hãy đứng ngồi đi để nói chuyện em với nhau đi. Em có về sửa nghệ với anh không? Rồi, nghe câu đó hay trời quá. Ôi mà hai đứa này nó đẹp giống như là nghệ sĩ vậy ha, tài tử điện ảnh rồi ha. À, lần đầu gặp mặt thì em thấy anh như thế nào? Anh trẻ, rất là trẻ ạ. Trẻ? Thì tuổi hơn đúng không ạ? Đúng rồi, em hơn anh 1 tuổi. Người ta nói, ờ à, đúng rồi. Dạ, anh ở Huyền Mô, Hà Tĩnh ạ? Anh thì ở Thạch Hà. Thạch Hà gần em, em Cán Lộc gần. Cán Lộc, à. Dạ. Vậy nếu mà quen nhau thì anh thì xác định khi nào đến hôn nhân ạ? À? Tầm cỡ 1 năm thì khoảng thời gian đó là chắc đủ dài để hai đứa hiểu nhau. Em không biết nhưng mà em đi bói người ta bảo là em 29 tuổi lấy chồng, hôm nay 28 rồi. Ủa vậy? À, thì đúng rồi đó, từ nay đến đó là vừa đủ 1 năm rồi đó. Ủa kỳ ta, nếu mà em là 94 hả? Khai sinh là 94 nhưng mà tuổi đẻ là 93. À, 93. Dạ. À, vậy gái hơn 2 thì cũng được mà. Em quen một người ít tuổi hơn đi, em suy nghĩ sao? Không thấy bình thường, tùy vào hai người cảm thấy tình cảm như thế nào. Thì anh xác định là nếu mà đến được với nhau thì anh sống sinh sống ở đâu ạ? À? Nhà anh thì con anh với mẹ anh thôi. Hướng của anh thì anh vẫn muốn là lập nghiệp ở trong miền Nam này. Con không biết hướng của em thì như thế nào? Em ở trong này cũng quen thôi. Tại vì khi em vào thì bây giờ có chị và em gái học ở trong đấy luôn. Thì bây giờ chị và em gái cũng gần em luôn ạ. Về này có nghe câu là em là kiểu như đi làm có thời gian đó. Ví dụ như nếu mà hai người quen nhau thì 1 tuần em gặp anh mấy lần? Dạ, thứ bảy chủ nhật em thứ bảy. Còn lại là ngày thường là em bận hết. Dạ. Sở thích của anh là gì ạ? Sở thích anh thích nhất là kiếm tiền. Anh thích kiếm tiền và anh thích sai những đồng tiền anh kiếm ra. Anh ngay đi làm tối anh đi chạy xe ôm. Ôi cưng quá vậy. Còn em thì sao? Bình thường để mà vậy thì mình có nghe nhạc, rồi mình rảnh rỗi thì mình gọi về nhà. Có thích đi chơi không? Có thích đi du lịch đâu đó? Có thích đi du lịch. Ví dụ mà người yêu rủ đi du lịch thì có đi không? Du lịch gần như xa thì khi nào xác định cưới hoặc là gì đó rồi thì mình đi. Còn hẹn nhau đi về Hà Tĩnh 1 ngày không xa đi. Yeah. Mình tiến tới, mình nắm tay với nhau, mình cảm nhận và nói những cái gì suy nghĩ về đối phương. Một câu sau rồi mình kết thúc, mình bấm nút nào. Em nắm đôi tay em cảm nhận sao em nói làm nhiều. Đúng sự thật là sơ vỗ tay nó có nhiều vết chai chứ không phải là nó mềm như những bạn khác. Khô đúng không? Khô đấy. Rồi. Bạn này rất là siêng và rất là chịu thương chịu khó. Cái mặt đẹp vậy tôi không có nghĩ là bạn chịu thương chịu khó vậy luôn á. Cưng quá. Cả hai đứa luôn á. Sao? Nghĩ gì về người đối diện? Em cảm nhận anh ấy thế nào? Em thấy tay anh ấy lạnh. Lạnh hả? Dạ. Làm cho tay anh ấm đi. À, nắm đi, nắm tiếp đi. Rồi em gái cảm nhận em gái thế nào? Nói chung là tay bàn ấm áp. Người ấm áp, người lạnh ngắt. Được rồi đó. Bây giờ đã đến lúc chúng ta để tay vào nút bấm và quyết định xem đây có phải là một nửa mảnh ghép của mình hay không. Nửa mảnh ghép đó sẽ thể hiện bằng cái nút bấm. Nếu mà các bạn thực sự mà cảm mến nhau á, thì cũng không cần phải đến nút số 3 thì mới bấm nha. Nút số 2 là có thể bấm được liền. Ví dụ bây giờ là 2 nè. 3. Nút đó, thấy không? Biết là bấm mà. Nút bên đây kỳ quá. Bấm mà cũng nhẹ nữa, nhẹ nhàng. Cô giáo bẽn lẽn dễ thương nha. Mắc cỡ, chàng trai cũng vậy. Hôm nay các bạn rất là hợp với nhau, thấy gương thiệt mặt đó. Thiệt đẻ con đẹp lắm nè. Mẹ thấy không, xứng nó đẹp ghê không mẹ? Thiệt, không bấm là tôi tiếc dữ lắm luôn á. Nắm tay nhau đi. Rồi nói với ba mẹ cô gái, gia đình cô gái đang xem đó. Mình nói chuyện với gia đình bên đàn gái trước đi. Con với lại con của hai bác có gặp nhau đây, với giờ tụi con sẽ tìm hiểu nhau. Nếu mà một ngày
mà con được về nhà hai bác chơi thì chắc là ngày đó là hai đứa con chắc sẽ tiến tới hôn nhân. Xin phép hai bác. Dạ, con chào bác ạ. Cảm ơn các bác đã đến tham gia chương trình hôm nay ạ. Mặc dù đường xã xa xôi thì hôm nay con gặp anh đấy thì cùng là một cái duyên ạ. Thì con xin bác cho hai con có một cơ hội tìm hiểu nhau ạ. Rồi, bây giờ đặt nụ hôn đầu tiên lên đôi má của em nè, đôi má hồng hồng nè. Em nghĩ cái đó thì mình nên nó riêng tư một xíu chị ạ. Dạ không anh, cái này là cái format của chương trình tôi rồi anh. Cái riêng tư anh làm chuyện gì tôi không biết. Bây giờ format chương trình lại anh phải hôn cái hôn đầu tiên lên má của bạn gái anh nha. Rồi. Anh làm vậy có được không nhỉ? Được. Được. Bên nhà gái tôi đồng ý rồi. Cái đó là hôn con. Hôn đây là hôn con. Đây nè, ở đây. Hôn ở má. Đó. Cỡ, cô gái mắc cỡ dễ thương quá à. Chúc các bạn sớm hiểu nhau, yêu nhau và đi đến kết quả tốt đẹp. Bữa Đắk Lắk chín ngon lắm, mình lột ăn ngon lắm. Ừ. Em có về xứ nghệ với anh không? Như vậy là ngày hôm nay chúng ta đã có những cái nụ cười, những niềm vui và chắc chắn hạnh phúc sẽ sớm đến với họ thôi quý vị. Em học y sĩ với dược sĩ ạ. À? Học y sĩ, dược sĩ, sao giờ đi làm công nhân? Đang kiếm một khoản vốn để mở tiệm à. Bà chàng trai bên đây dễ thương lắm. Đường tình trong trắng. Em sợ mấy người trong trắng như thế. Cái gì? Sao em sợ? Dạ, tại vì người ta trong trắng quá, người ta quen cái người ta chưa biết gì hết trơn. Giờ kiếm chồng mà kiếm vốn. Dạ, cả hai. Giờ nếu như mà bạn trai cho vốn thì có cưới sớm không? Có thì chắc sớm hơn một chút. Mời bạn nam. Mời đi bạn. Mời bạn nữ. Giới thiệu về mình đi. Chào anh Quyền Linh, chào chị Cát Tường, chào bạn bên kia cùng quý khán giả. Em xin giới thiệu tên họ đầy đủ là Nguyễn Trọng Nhân, đến từ vùng đất nắng gió kiên cường Tây Ninh quê em. Một ngày đẹp trời bồi hồi nhận ra là mình bị ế, cho nên đăng ký. Bạn muốn hẹn hò cậy nhờ ông Mai bà mối trợ giúp nếu được thoát được ế. Cảm ơn vạn lần, em xin hết ạ. Hy vọng ngày hôm nay chuyến xe Tây Ninh chuyển bánh chở những niềm vui hớn hở đón em về. Dạ. Mời em gái giới thiệu về mình. Dạ em chào chị Tường, chào anh Quyền Linh và chào quý vị khán giả. Em tên là Diễm My, em 24 tuổi, quê ở Cà Mau. Hiện tại em làm ở Sài Gòn. À, em làm công việc gì? Dạ em làm công nhân. Bây giờ ở quận mấy? Dạ quận Bình Tân. Lên đây lâu chưa? Dạ mới lên, tại mới ra trường rồi lên luôn. Em học y sĩ với dược sĩ ạ. À? Học y sĩ, dược sĩ, sao giờ đi làm công nhân? Đang kiếm một khoản vốn để mở tiệm. Em học dược trung hay là? Dạ dược trung ạ. Vậy sao giờ mình không đi tìm những cái tiệm thuốc mình vô làm cho người ta, sẵn mình lấy kinh nghiệm luôn mà mình đi làm công nhân? Tại em cũng có học y á, nên em cũng có kinh nghiệm bên y rồi, nên giờ kiếm tiền thôi. Trời ơi, tôi chưa thấy cô gái nào lạ vậy luôn. Học ra có bằng cấp đàng hoàng, giờ đi làm công nhân để kiếm tiền cái đã. Rất hay. Em cũng học y, nhưng mà em học bên xét nghiệm. Em đang công tác tại một phòng xét nghiệm của bệnh viện huyện. À, xét nghiệm tức là vô lấy máu trước là xét á hả? Dạ đúng rồi. Người lấy máu của người khác nhiều nhất đây. Vậy là hai người cũng có một chút xíu gọi là phù hợp với nhau trong công việc, sau này cũng hỗ trợ được nhau ha. Ưu điểm khuyết điểm của em là gì? Dạ ưu điểm của em cởi mở, hòa đồng, mỗi cái thì em cũng biết chút chút nấu ăn đồ. Còn khuyết điểm của em là tính tình của em nó hơi già so với lại bề ngoài của tính em. Tính tình thôi đúng không? Là sở thích của em thì nó là trồng hoa và nuôi cá. Dạ. Tính tình hơi già là chỗ đó. Dạ. Không vậy cho nó yên bình em ơi. Giờ dạ. Anh thấy là trồng hoa nuôi cá nó yên bình được rồi. Dạ bạn em nói em sắp về hưu rồi. Ưu điểm cái khuyết điểm của mình. Ưu điểm của em là chắc hơi vui tính. Nếu mà gặp người lạ thì ít nói, nhưng mà gặp người quen á thì khùng lắm. Dạ không sao đâu, em cũng khùng lắm ạ. Tình trường em sao? Trải qua mấy mối tình rồi? Tình trường của em như tờ giấy trắng ạ.
chưa không có luôn. Mối tình nào luôn. À, dạ. Có cảm giác yêu thương gì chưa? Dạ có, thì cũng có quen nhưng mà chưa tới cảm giác yêu thương thì đã không tiếp tục. Quen bao lâu? Quen khoảng bao lâu? À, thì có bạn tìm hiểu nhiều nhất thì chắc cũng được 3 tháng à. Có thích con trai không? Dạ không ạ. À. Chắc chắn là thích con gái đúng không? Dạ thích con gái mới đăng ký chị. Tình trường của em gái làm sao? Dạ em có 3 mối tình. À, mối tình sâu đậm nhất, dài nhất sau này là bao lâu? 3 năm mà. Lý do sao 3 năm mà chia tay em? Công tác cũng xa rồi lăng nhăng lăng phát hiện nữa. Được. Trời ơi, bao lâu rồi? Chắc 2 tháng. Cái gì mới chia tay có 2 tháng à hả? Rồi, rồi bây giờ quên bạn trai chưa? Tại bạn đó lăng nhăng rồi người này người kia. Em cũng biết lâu rồi, cũng tha thứ rồi. Cứ vậy hoài, chứng nào tật nấy phải không? Dạ. Ô, chào gái xinh đẹp. Chào, chào anh ạ. Mới có 2 tháng thôi, có còn giữ kỷ niệm gì không? Dạ không, xóa sạch. Nhưng mà em đăng ký chương trình mà muốn hẹn hò bao lâu rồi? 3 năm rồi. Cái gì? Làm sao? Bị rối vậy? Dạ tại lúc đó là em chưa có quen á, nên em đi học Cần Thơ á. À lúc đăng ký mà muốn hẹn hò là chưa quen cái anh đó? Dạ chưa quen. Rồi cái em đăng ký thì trong quá trình em cũng có tìm hiểu. À dạ. Rồi chia tay xong chương trình điện là em đi luôn. Trời đất ơi, coi như là trong thời gian chờ đợi chương trình gọi là em đã quen được một mối tình và chia tay luôn rồi đó. Là hên là chương trình gọi ngay lúc mới chia tay 2 tháng là lên luôn. Anh tưởng đâu nói chương trình báo em bỏ ông kia. Em muốn tìm một chàng trai như thế nào? Dạ người chững chạc, vui tính nhưng mà vui đúng chỗ, mà nhây đúng lúc nữa. Không hiền quá nhưng mà cũng hiền với em được rồi. Em cao 1m62, bạn nó phải cao 1m7 hoặc 75. Đừng có đô quá vừa được rồi. Không có đô lắm rồi. Trồng hoa nuôi cá thôi, không đô lắm được rồi. Bà chàng trai bên đây dễ thương lắm, đường tình trong trắng. Em sợ mấy người trong trắng. Cái gì? Sao em sợ? Dạ tại vì người ta trong trắng quá, người ta quen cái người ta chưa biết gì hết trơn. Dạ dạ, bạn nữ bên kia cần biết gì? Em cần biết gì ạ? Giống như là hẹn hò, người ta cũng bắt mình chủ động nữa hay gì kia đó. À, dạ. Em biết hẹn hò không? Hẹn hò em biết, chủ động được, còn dạ. Gì nữa? Nhìn với em thích bạn trai ngực tự. Gì? Ngực bự là ưỡn sao? Ngực, ưỡn ngực cái bự. Dạ ưỡn lên hả? Ưỡn cái bự không? Cỡ anh Quỳnh Linh được không? Cỡ anh được không? Không cần đẹp mà. Miếng ngực bự đúng không? Dạ dạ. Chị em. Tôi nghĩ yêu cầu này phải của đàn ông chứ ta. Ngực bự chi không, em? Dạ tại em thích gì đó. Thích. Dạ bụng đừng phệ quá. Không, bụng thon lắm. Dạ dạ. Bụng cũng cỡ anh được không? Hấp cũng vô được ạ. Cũng vô được đúng không? Dạ. Nhưng mà có kinh nghiệm này nè. Dạ. Biết hung chưa? Dạ hung má được rồi. Hung má rồi. Đó, dạ, vậy là dạ. Chưa có kinh nghiệm rồi. Dạ kinh nghiệm tới đó chắc được rồi chứ. Được không? Cái đó được không? Này chắc vậy đào tạo lại quá. À đào tạo lại được. Rồi anh đăng ký đi học luôn. Ok. Đào tạo lại là được. Trời đất ơi, bữa nay đàn trai lép dế rồi nha. Tôi qua tôi coi, nhưng mà nếu được thì chừng nào em tiến tới hôn nhân được? Thì có 2 năm. 2 năm. 2 năm nữa mới đủ đủ tiền để mở tiệm. À, giờ người ta có tiền ta cho mở tiệm, đầu tư mở tiệm mà chịu không? Chị thì em rút ngắn lại một tí ạ. À, bên đây thì chừng nào tiến tới hôn nhân được? Tầm 1 năm rồi. À, mình có cùng nhau rồi hỗ trợ giúp đỡ rồi cho bạn gái sớm mở cái tiệm bán thuốc tại nhà rồi sinh con đẻ cái lập nghiệp. Dạ, luôn cái đó thì được. Nhà em thì chị họ của em cũng có nhà thuốc tây ở nhà. Một mẫu người bạn gái như thế nào? 10 năm trước thì mỗi người bạn gái em có 10 chỉ tiêu. Mỗi một năm nó mất đi chỉ tiêu, giờ hình như là cũng còn có 1-2 chỉ tiêu mà. Không cần đẹp, dễ thương là được rồi. Rồi. Ngoan, hiền với lại biết lễ phép là được rồi. Có đủ luôn. Cái điều gì em không thích ở người bạn gái? Hay cằn nhằn, với lại tính ghen, không có chăm chút cho việc nhà. Mà nó nghe nè, sao để móng tay chi dài dữ vậy em? Dạ. Móng gì? Có nhiều những cái công tác trong công việc cần ạ. Ủa, làm nó nhanh gọn hơn là mình đi kiếm cái đồ. Cái đồ à, làm dạ. Xét nghiệm mà lẻ móng tay nhiều là dơ lắm đó chị. Ờ đúng rồi đó. Dạ vô đó là đeo bao tay mà. Đâu có bao tay lủng bao tay sao? Dạ bao tay của em đúng size của em, không bao giờ lủng. Bao tay thì chỉ có bao tay mỏ nó mới dày thôi anh, còn bao tay thường nó đâu có dày. Đúng chưa? Chung ngành tao biết. Bao tay nào cũng đeo được hết, tại vì size lớn thì nó không bao giờ lủng được đâu ạ. À. Em thấy thường thường trai mà để móng tay là cái tính hơi nghi nghi. Trai mà để móng tay là hay vậy nè. Đứng lên đi kiểm tra. Dạ.
Được chị. Có ngực bự không? Dạ. Dạ em đủ tự tin em nghĩ là em sẽ hung được không? Dạ tự tin được. Tự thì tự bạn nói bên kia bạn có kêu là có đào tạo. Huấn luyện đào tạo đó vậy. Em cũng đăng ký đi học rồi. Thôi được rồi. Dạ. Đứng đi. Thôi bây giờ vậy mình hỏi ý kiến người thân đi. Em đi với mẹ, chị gái với em trai ạ. À? Dạ. Chào cô Cát Tường, chào chú Hoàng Linh. Chào quý khán giả. Tôi mẹ Diễm My. Theo nhận xét của tôi thì tôi thấy cháu trai bên đây thì cũng vui tính. Thì tôi cũng mong sao cháu với Diễm My được bấm nút để tới hôn nhân thì tôi rất vui. Cô Cà Mau mới lên luôn á hả? Dạ. Ở dưới làm gì, nghề gì cô? Tôi mua bán gà vịt chú. Cô nghe con mình lên chương trình cô đến thăm thôi đúng không? Dạ. Rồi chiều cô về đúng không? Dạ. Chiều cô dẫn để tương lai về được không? Cái đó cũng chưa biết được vì không biết sao. Để coi nó, để nó nhận xét rồi từ từ mới mình mới biết được chứ. Cô, bây cô giờ yêu cũng... cầu gì nó không cô? Dạ. Yêu cũng... cầu gì nhắn nó luôn đi. chưa biết được chú. Nói vài câu với gọi là má vợ tương lai có thể đó em. Dạ thì nhìn con, cô kìa, nhìn cô nói đi. Dạ con không có hứa là sẽ cho em tất cả những thứ mà em muốn, nhưng mà con hứa sẽ cho em tất cả những thứ mà con có. À cô chào chú. Dạ. Rồi bên đây nhà trai mình có ai nè? Em đi với lại hai người phụ nữ quan trọng là mẹ với lại em gái của em ạ. Xin chào và anh Hoàng Linh với lại chị Cát Tường ạ. Dạ. Chào quý vị khán chào giả cô. Trường quay. Nhân thì ở nhà rất là hiền và biết quan tâm tới mọi người. Cái phần mà tới giờ này mà cháu chưa có bạn gái á, là cũng là do lo đi học quá. Học xong rồi ra trường kiếm việc làm. Việc làm xong rồi chờ ổn định thì mới nghĩ tới là riêng tư. Yeah. Thì nãy giờ cô thấy cháu cũng ngoan, cũng hiền, nói chuyện cũng vui vẻ. Dáng dấp đó thì cũng xinh. Nếu mà về được làm dâu nhà cô thì cũng không có gì là khó khăn đâu. Tại vì nhà cô là cán bộ viên chức không à. Ba mẹ và Nhân cũng đi làm hết. Chỉ còn em là đi học thôi. Dạ, cảm ơn cô. Em cảm ơn cô. Hôm nay đàn trai có một vài câu nói với đàn gái chút xíu đi. Có hai bà xui nè, Tây Ninh với Cà Mau gặp nhau. Tiến lại gần nói một vài câu với nhau đi, biết đâu sau này mình thông gia với nhau sao, đúng không? Dạ, tiến tới phía trước đi cô. Chị nhận xét về thế nào hiện trai em ạ? À? Tôi thì nhận xét cháu thì thấy cũng nói chuyện dễ thương, kiêm tốn, lịch sự. Thì nhà mình thì ở Cà Mau, nhưng mà quê ngoại của Nhân á là chính thức là cũng ở miền Tây, Long An. Nếu như mà mình có duyên á, về làm xuôi với nhau. Đây cũng muốn là đi xa để tìm hiểu mà. Vậy chị cũng... có ngại là gả con ở xa không? Không, chị duyên nợ của nó tới đâu thì tôi cũng chấp nhận thôi. Biết đâu đúng không? Đó. Trời ơi, dễ thương quá à. Dễ thương quá. Biết đâu chúng ta sẽ là thông gia với nhau. Dạ, mà cũng là thông gia ta cũng có thể là những người bạn rất tốt với nhau. Và ngày hôm nay cũng là một cơ duyên để hai người phụ nữ chưa bao giờ biết nhau, ở rất xa nhau, đã gặp nhau trò chuyện như là chị em với nhau ha. Chúc mừng điều đó. Rồi, và bây giờ thì chúng ta sẽ kéo rào để cho hai bạn trẻ gặp nhau và trò chuyện. Anh có món quà gửi tặng em ha. Dạ, cảm ơn anh ạ. Sở thích lúc rảnh rỗi của em là làm cái gì ạ? Em hay chạy xe đi hóng gió á. Mà bạn em chở mà tại em không có xe. Anh cũng thích đi hóng gió này, có về thì anh về anh chở em đi hóng gió được. Rồi em có nhận xét gì về anh không? Hơi hiền, tính tình chắc cũng kỹ. Nói chung là môi trường bệnh viện thì em cũng biết rồi, phải kỹ thôi. Anh thấy em thế nào? Hồi hộp, em rất là xinh. Anh thấy là thấy thích. Nhân, em thấy ngực anh thế nào? Em thấy đáp ứng đủ tiêu chuẩn của em không? Dạ chắc cũng hơi, nó chỉ hơi bự thôi chứ nó chưa bự. Người ưỡn ưỡn ngực ra nhá, trời ơi. Dạ anh ơi, cái này có thể cắt được không? Được, cái này thì mình, cái này thì bỏ được bình thường. 2 năm nữa thì có sao quá không? Anh tính 1 năm. Tại giờ em đang kiếm vốn á. Kiếm vốn là đó, em kiếm một mình, còn nếu mà kiếm hai mình thì rút ngắn lại được không? Giờ kiếm chồng mà kiếm vốn. Dạ cả hai. Giờ nếu như mà bạn trai cho vốn thì có cưới sớm không? Có thì chắc sớm hơn một chút. Vốn mở tiền thu tay khoảng nhiêu? Dạ
Em chưa biết nữa. Ủa, sao em tính chưa? Là 2 năm, em đi làm 2 năm tại em. Dạ, em nghĩ 2 năm là sẽ đủ. Dũng, tiền thuốc tây theo em khoảng nhiêu em trai? Dạ, tùy theo quy mô thôi ạ. Tùy theo quy mô mình bán ở tỉnh hay ở huyện hay ở xã thôi. Thì khoảng nhiêu? Nói chung là khoảng tầm 100 triệu đổ lợi. Trời vừa. Ơi à, không tới đâu. Thấy không tới em đâu. Nghĩ là hơn á anh. Ờ, anh thấy không tới đâu. Nếu mà kẹt quá sách bịch ra ngồi bán cũng được. Ở nhà thì cũng có tiền thuốc tây, anh cũng hay chạy ra thì thấy cũng không đến nỗi phải nặng vốn vậy đâu. Anh cho mình gói đầu được mà. Bán thuốc tây mình gói đầu được. Ôi, vậy đơn giản rồi. Dạ. Sao? Thì mình chỉ đầu tư cơ sở vật chất ban đầu thôi, còn thuốc thì mình gói đầu được. Em định về quê bán đúng không? Dạ, tại em cũng không thích sống ở thành phố. Dạ, vậy chắc cũng phù hợp với lại sở thích về hưu của anh. Hai người gặp nhau được đấy. Nhưng mà về Tây Ninh hay là về Cà Mau? Dạ, em có làm dâu được không? Nói dạ được á. Nói chung là mẹ anh cũng không có yêu cầu làm dâu đâu, nhưng mà tại vì trai lớn trong nhà thì nhà cửa cũng có sẵn rồi, thì được thì tốt nhất là vậy thôi. Dạ em nghĩ là tính của em sẽ hợp, tại em cũng biết lo lắng cho nhà. Nhưng bây giờ chưa tới chuyện đám cưới là còn 2 năm nữa nè. Bây giờ hẹn hò đang ở xa thì từng hẹn gặp nhau được mấy lần để mà tìm hiểu mới rút nhanh mới cưới được chứ. Hàng tuần thì nếu mà không trực thì một tuần lễ em có thể xuống Sài Gòn được. Dạ, thì hẹn hò cũng dễ, không đến nỗi khó đâu hả? Dạ. Anh nghĩ là em phải xuống nhiều hơn đó. Em làm ca đúng không? Làm theo ca. Dạ em làm ca 12 tiếng. Dạ. Cực ạ, làm cực lắm ạ. Dạ lúc trẻ thì gán hả? Anh biết nhậu mà. Giao tiếp thì chắc là được, anh rượu thì anh không uống được nhiều. Em thích người uống nhiều. Trời đất ơi. Cái này tập cũng được luôn nữa. Có thể là đi giao tiếp được nhưng mà tới chừng mực nào đó. Thì dạ. Đúng rồi, anh nói là anh uống giao tiếp được thì ai giao tiếp với anh bao nhiêu thì anh giao tiếp. Dạ thì anh giao tiếp thường thường mấy thùng mà. Rồi rồi. Thì đối tượng giao tiếp với mình bao nhiêu thùng thì mình giao tiếp lại y hệt đó. Thôi, không ẩu nha. Đối tượng uống chừng 3 thùng là anh chết, không có giao tiếp nữa đâu. Con gái uống được không? Em uống được không? Dạ dân miền Tây thì người nào cũng biết uống rượu hết à. Dạ đúng rồi. Em uống được mấy lít? Em uống được chứ 1000 ml quá. Cũng được, vậy có thể là nếu mà anh cũng hơi sơ sức qua bên rượu thì chắc em cứu anh được á. Anh có hút thuốc không ạ? À, không. Đừng có nói em thích người hút thuốc nha. Dạ không, mà tại vì em bị dị ứng thuốc. À, tốt. Nguyên nhà giờ mới thấy bình thường lại rồi đó. Dạ, nguyên nhà của em là dị ứng với khói thuốc luôn, không có tiếp xúc được. Rồi, thôi bây giờ trao đổi vậy cũng đủ rồi. Bây giờ bạn trai mình nói một gì đó tỏ tình, hay là mình hát một bài hát tỏ tình với bạn gái đi, rồi mình kết thúc cái cuộc nói chuyện này. Dạ, vậy thì em cũng xin hát tặng bạn với lại khán giả một bài ạ. Nắm tay anh thật chặt, giữ tay anh thật lâu, hứa với anh một câu sẽ đi trọn tới cuối con đường, đến khi tim ngừng đập và đôi chân ngừng đi thì em yêu ơi xin em hãy cứ tin. Làm như cái nghề của nó cũng giận như bài hát á. Đi vô mà thấy khám bệnh mấy người lấy máu cứ nắm tay vô thật chặt. Nó chặt để nó nổi gân lên nó lấy đúng không em? Dạ đúng rồi. Bây giờ để tay vào đây, để tay vào đây. Hai bà thông gia hợp rồi đó. Gọi là tương lai cũng đã gặp nhau rồi, cũng rất là yêu thương nhau, hung nhau rồi. Giờ mình chờ hai nhỏ nó hung thôi. Đưa ra quyết định của mình sau 3 tiếng đếm. 1 2 3 Hết thời gian. Ủa em có bấm mà. À. Rồi. Nắm tay nhau thật chặt, nắm tay nhau thật lâu. Dạ. Dạ tại vì kỹ năng cũng non yếu thì con cũng xin phép cô. Dạ. Thôi ơi, nhẹ nhàng lắm. Bạn trai của cô gái đưa cái má nhẹ quá. Trời ơi, nhẹ nhàng thế lắm. Dễ thương gì đâu. Rất là hạnh phúc ha. Đây là những vé xem phim. Tìm rồi, nhau chúc các bạn hạnh phúc. Cô gái này có nói với em là không có ngại về vấn đề đó. Mình sống là mình sống cho hiện tại với lại là tương lai. Cho nên là đôi lúc là đừng có nghĩ nhiều về quá khứ á. Rồi, một cô gái cởi mở ha. Em dạy lâu chưa? Em công tác lâu chưa? Cũng lâu rồi. À, cũng lâu rồi. Tức là mình có kinh nghiệm về dạy trẻ con rồi.
Dạy con, dạy người lớn luôn ạ? Dạy người lớn luôn ạ. Có được chương trình xe duyên thì cũng là một cái may mắn. Thôi thì cũng cố gắng để có có cái phận với nhau. Dạ. Rồi nhà trai. Này, ngồi đi em trai. Mời nhà gái. Chào chị. Mời em trai giới thiệu về mình. Lần đầu tiên cho em xin gửi lời chào tới ban biên tập chương trình. Em xin Quyền Linh, em xin Ngọc Lan và toàn bộ khán giả đang theo dõi trên chương trình. Em tên là Trần Đức Trung. Em sinh năm 1987. Hiện tại em đang sinh sống và làm việc ở Bà Rịa Vũng Tàu. Quê em ở Nam Định. Hiện tại em đang làm quản lý bảo trì cho một công ty thép. Mời nhà gái. Kính chào chú Quyền Linh, chị Ngọc Lan. Em tên là Nguyễn Thị Ngọc Diệp, năm nay là được 34 tuổi. Hiện con đang công tác tại hệ thống trường Việt Mỹ. Em đang làm ở Tân Bình. Dạ đúng rồi. Là mình làm công việc gì ở đó? Em... giáo viên. Dạ đúng rồi. Dạ. Ở người Vũng Tàu thì khoảng cách thật ra nó cũng không xa lắm ha. Hy vọng rằng nếu mà có đủ duyên thì chúng ta sẽ đi Vũng Tàu chơi, du lịch rồi từ đó không biết đâu mà ở Vũng Tàu luôn ha em gái hả? Dạ. Ưu điểm của mình là gì Trung? Ưu điểm của em là hòa đồng, biết quan tâm, chia sẻ, có chí tiến thủ trong cuộc sống. Còn cái điểm yếu của em là hơi nóng tính và hơi vội vàng, nhưng mà cũng biết kiềm chế bản thân để khắc phục để hoàn thiện bản thân. Ưu điểm của mình là gì? Ưu điểm của em thì dễ thương, thấu hiểu tâm lý của người khác, gọn gàng, tự lập, nấu ăn thì cũng rất là ngon. Quá trời ưu điểm luôn nha. Còn khuyết điểm của mình? Điểm của em là đôi lúc em dọn dẹp nhà cửa thì quá sạch. Quá sạch. Dọn dẹp quá sạch. Vậy là hơi kỹ tính đó. Thôi, đường tình duyên mình sao Trung? Em có trải qua một cuộc hôn nhân rồi. Cái nguyên nhân là hai người là không hòa hợp được, rồi là hay mâu thuẫn. Cách đây cũng khoảng gần 2 năm ạ. Em có cháu nào chưa? Em có một bé hơn 4 tuổi ạ. Trai hay gái? Bé trai anh. Bé trai đang ở với mẹ, em là trung cấp ạ. Ở cách xa em không? Ở cách xa em cũng khoảng 60 cây ạ. Bên đây tình duyên của mình sao nè? Bên đây tình duyên thì chưa có lỡ chuyến đò nào hết. Chưa chuyến đò nào luôn? Dạ. Chưa yêu ai hết à? Dạ chưa. Vậy thì em gái ơi, em nghĩ thế nào vì bên đây thì... Có ngại không? Không, không ngại mới lên đó. Dạ hả? Em thấy sao? Em đâu có thấy mặt đâu mà thấy sao. Em chưa thấy mặt làm sao biết làm sao. Rồi, một chút thấy mặt là sẽ biết ha. Cô gái này có nói với em là không có ngại về vấn đề đó. Thì cũng nhờ chị Ngọc Lan giúp, tại vì là em cũng mong muốn qua những cái gì mà em đã từng trải qua thì em cũng đã rút được kinh nghiệm, có những cái bài học trong cuộc sống về gia đình, về bản thân, có thể là san sẻ chia sẻ cho cái người phụ nữ tiếp theo của mình. Có những cái thời điểm mà công việc của em nó chưa được ổn lắm thì cái thời gian em đi làm thì rất là nhiều, cái thời gian chăm lo gia đình thì cũng chỉ có khoảng một chốc lát thôi, nên là cũng hơi bị lơ là, cũng rất nhiều lần sửa sai, cũng đóng góp. Nhưng mà cũng không thể tiếp tục, tại vì là cũng hai người cũng có những cái quan điểm nó sống nó hơi khác nhau một tí nên là... Rất nhiều lần em sửa sai. Vâng. Nhưng em sửa có hết chưa? Theo quan điểm của em thì cũng chưa thể hết được. À đó. Vâng. Quan trọng mình biết sửa sai và phải sửa cho hết. Vâng. Rồi. Vậy thì em có cái mong muốn gì ở cái người phụ nữ sắp tới mà em tìm hiểu? Chân thành, biết chia sẻ, lắng nghe, quan tâm. Nhiều khi là chỉ cần chia sẻ, quan tâm, hoặc là những cái gì mà người đấy là cái tính phải là biết trước biết sau, biết suy nghĩ cho tương lai, tiến tới một cái mục đích là happy, tức là hạnh phúc phải lâu dài chứ không phải hạnh phúc ngắn. Em có tự nhìn thấy là bản thân mình sẽ làm được gì cho cái người phụ nữ đó không? Mình cố gắng mình đi làm, mình cố gắng mình xây dựng cái hạnh phúc từ những cái điều nhỏ nhoi nhất. Thì cả ba mẹ em cũng khuyên là thì đến cái tuổi thì mình cũng phải lập gia đình và mình phải có trách nhiệm với gia đình, trách nhiệm với cuộc sống, trách nhiệm với xã hội, trách nhiệm với con cái. Đến qua nhà gái coi sao. Nhà gái thì dễ cưng lắm. Dễ cưng ha. Cưng lắm. Nãy giờ nghe nói bên kia vậy thì cảm giác anh ấy là người thế nào? Dạ thưa chú, là con thấy mình là con người thì ai cũng sẽ có mắc phải những cái lỗi. Mình sống là mình sống cho hiện tại với lại là tương lai. Cho nên là đôi lúc là đừng có nghĩ nhiều về quá khứ á. Rồi, một cô gái cởi mở ha. Bây giờ mình muốn một người chồng tương lai của mình như thế nào? Chỉ mong làm tôn trọng, nói chung là tôn trọng nhà con. Tự nhiên rung quá, từ rung quá không biết nói gì. Vậy hả? Chưa có đặt một cái mục tiêu gì hết. Thôi giờ nói lại. Nói lại. Rồi. Nãy suy nghĩ nhiều lắm. Suy nghĩ nhiều lắm nhưng cuối cùng nói không ra điều nào hết trơn á.
cái người mà con sẽ chọn là một người của gia đình, biết chia sẻ, nói chung là hai người có cái gì cũng chia sẻ với nhau. Đó, nãy anh Khi cũng muốn chia sẻ đó. Đi đâu cũng đi cùng nhau và làm gì cũng làm cùng nhau hết. Ừ. Chuyện mà ví dụ con cái thì càng đông càng vui, không có sao hết. Càng đông càng vui, không có sao hết. Tức nghĩa là con của anh thì cũng như con của em. Rồi, tức là nếu mà anh đón con về ở chung thì em vẫn ok, bình thường, vẫn thương. Dạ. Quan điểm rõ ràng vậy thôi. Thôi, được rồi. Anh ta mắc cỡ. Dạ. Chưa có mối tình nào luôn hả? Trời đất ơi. Sao không? Tại vì đi dạy á, dạy mấy bạn nhỏ vậy nè. À. Hồi đó dạy ở trung tâm thì có một bạn cũng dễ thương lắm. Cô ơi, hay để con làm ai cho cô. Như vậy chứng tỏ là cô giáo này là rất là được học trò với lại phụ huynh thương và quan tâm nè. Thì hôm nay đi với ai nè? Dạ, đi với bạn. Xin chào chú Huyền Linh và chị Ngọc Lan. Thì hôm nay tới đây thì em thấy là nhà bạn trai thì khá là phù hợp với lại chị của em. Thì thứ nhất là chị của em có cái ưu điểm là nấu ăn rất là ngon. Thứ hai nữa là chị của em rất hiểu tâm lý của đối phương. Thì thứ ba nữa là chị cũng rất là yêu trẻ con, tại vì là giáo viên nữa. Em thấy là cả hai người cũng khá là phù hợp và rất là đẹp đôi. Rồi, cảm ơn em trai. Mình đi với ai? Em đi với một người bạn. Em chào anh Quyền Linh và chị Ngọc Lan. Dạ, hôm nay thì em rất vui được đến với chương trình. Cảm nhận của em ban đầu thì em thấy chị rất là nhân hậu, để em rất là bao dung khi nghe về hoàn cảnh của anh Trung. Thì em rất mong là chị sẽ tạo cơ hội cho mình, cho anh Trung, cả hai sẽ cùng nhau tìm hiểu để tiến tới được một hạnh phúc. Trước mắt thì mình có thể hẹn hò, gặp gỡ, làm quen. Cảm ơn nhà gái, nhà trai nha. Ông Mai, bà mối cũng ủng hộ rất là nhiệt tình luôn. Mở rào. Bình tĩnh nào. Chuyện bây giờ còn lại là của hai người đó. Bắt đầu đi Trung. Anh chào em. Rồi, bước qua, mình bước qua nào. Hôm nay anh có món quà, có con voi. Dạ, rất là mẫu dây nhà anh rất là thích thương. Cái con này thì nó mang cái sức mạnh, tức là dạ, ý là mong cũng muốn là lúc nào cũng khỏe mạnh. Dạ. Đây là quyển sách em gửi tặng anh. Mọi chuyện đều tùy duyên. Dạ, okay. Thì mình gặp nhau ở sách. Đây cũng là cái duyên rồi, cho nên là cứ cho nhau một cơ hội. Dạ, ok. Dạ, cảm ơn. Qua cái cách nói chuyện của anh ấy thì em thấy anh là người như thế nào? Em thấy anh rất là chững chạc. Em dạy lâu chưa? Em công tác lâu chưa? Cũng lâu rồi. Cũng lâu rồi. Tức là mình có kinh nghiệm về dạy trẻ con rồi. Dạy con, dạy người lớn luôn. Dạy người lớn luôn ạ. Ok. Anh gặp được em, nó cũng là một cái duyên. Thì mình cố gắng đi, cố gắng có cái khoảng cách, có cái địa lý hoặc là có cái này cái kia thì mình sẽ thu hẹp trong tương lai. Nếu mà về cái hôn nhân ấy, thì thời gian của em ấy thì khoảng bao lâu thì có thể kết hôn? Nếu anh thấy đủ thì là đủ. Nếu anh thấy là thật sự là hai người họ cần nhau trong cuộc sống để làm cho nhau tốt hơn, để quan tâm, để lo lắng cho nhau thì nó là đủ. Nếu mà có làm dâu thì em có muốn làm dâu không? Không có gì hả? Tức là mẹ... không có cái rào cản gì bất kỳ trong cái cuộc sống gia đình hôn nhân đúng không? Mẹ là mẹ của Trung. Mẹ của Trung rồi, ok. Thì anh cũng thấy là em cũng là một người cũng gia đình, tức là cũng thế nên quan điểm của anh ấy thì mọi người đều cũng mong muốn, tức là các cô gái hiện tại bây giờ thì không muốn sống chung với gia đình, tức là cũng muốn riêng để cho thoải mái. Anh thấy là cuộc sống ở đâu tốt thì mình sống, gần nhà ba mẹ thì càng tốt, hoặc là ở với ba mẹ thì tất nhiên là anh cũng nói là anh là con trưởng, anh có một cô em gái nữa. Bây giờ mình vẫn phát triển sự nghiệp bình thường, khi ba mẹ ốm, ba mẹ già yếu hoặc là trong tương lai gần thì mình có về mình phụng dưỡng ba mẹ để chăm lo cho cuộc sống gia đình. Nhưng mà giờ lấy vợ về, em muốn vợ về ở đâu? Bây giờ ở đây thì em cũng có một số vốn, cũng tích góp được. Nếu mà muốn có nhà ở đây thì hai người cùng nhau. Khoảng bao lâu thì em có thể mua đất ở Vũng Tàu được? Em cũng có dự tính là khoảng 6 tháng đến 1 năm. Hoặc là có gia đình hậu thuẫn thêm nữa. Rồi, là khoảng 6 tháng đến 1 năm mua được nhà đất ở Vũng Tàu. Rồi Vũng Tàu cũng là một nơi phát huy công việc của bạn ấy, cũng phát huy việc của em luôn. Tàu giờ đất cũng mắc nữa đó. Đúng rồi. Có biển nữa. Mắc lắm đó. Muốn xin liền không? Nói đi. Thì nói chung là khi mà tiến tới hôn nhân ấy thì ai cũng muốn một hoặc hai bé. Được không? Dạ được. Về đẻ liền hai đứa đó, chịu không? Dạ được. Đó. Cô gái này đâu có sợ trẻ con đâu, còn thích trẻ con nữa mà. Mê nít chết. Đúng rồi. Thôi, bây giờ tiến lên. Nắm tay. Tỏ tình luôn. Đó, muốn sao nói với cổ luôn đi. Thông qua chương trình, anh và em là có cái thân, có được chương trình xe duyên thì cũng là một cái may mắn.
thôi thì cũng cố gắng để có cái có cái phận với nhau. Hát tặng cô ấy một bài luôn. Cái bài Tình Yêu Diệu Kỳ thì em sẽ hát một đoạn. Nhìn cổ hát luôn kìa. Nắm tay chặt vô. Đêm nay anh nhớ em, anh ngước lên hỏi sao trên trời. Sao lung linh sáng tươi, hình bóng em trong tim anh đó. Ta trao nhau tiếng yêu, nguyện mãi yêu mỗi em trong đời. Xa xăm trong giấc mơ, người dấu yêu có mơ về anh. Yêu là sẽ bên nhau trọn đời, chẳng bao giờ lìa xa nhau, dù cho bao đôi thay. Cho ngày sẽ trôi qua êm đềm, vang tiếng cười sẽ theo ta từng ngày. Rồi, xin hết đó. Thằng gái hát lại đi. One little finger, tap, 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 put it on your... Dễ thương quá à. Dễ thương đó. Rồi. Thôi, về vị trí đi em trai. Các bạn hãy suy nghĩ về những cái giây phút vừa rồi, xem coi là chúng ta có thật sự hòa hợp với nhau hay không. Các bạn sẽ quyết định sau 3 tiếng đếm nha. 1 2 3 Chàng trai rất là quyết liệt nha, bấm rất luôn luôn á. Cô gái của chúng tôi đã bấm từ rất sớm à. Các ế thành công. Được rồi đó. Ừ. Hợp lý, rất là hợp lý luôn. Cô gái có duyên lắm á. Cô này về chắc cười dữ lắm, mắc cười lắm á. Chúc mừng các bạn. Chúng tôi sẽ gửi tặng các bạn một món quà. Rồi, chúc các em hạnh phúc nha. Vâng, vâng, em cảm ơn. Thật là tuyệt vời, thật là hạnh phúc khi mà chúng tôi nhìn thấy những cái nút bấm đó. Họ đã đồng ý hẹn hò quý vị. Hy vọng rằng hạnh phúc sẽ sớm đến với họ ha.